trân trọng cảm ơn. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các vị khách quý, thưa toàn thể nhân dân, thưa đồng bào, đồng chí, trong không khí tưng bừng phấn khởi của nhân dân cả nước đang ra sức thi đua lập nhiều thành tích chào mừng 83 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, hướng tới kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Thể theo nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân xa nhà, được sự đồng ý của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Diễn Châu, hôm nay ngày 17 tháng 11 năm 2013, tại sân vận động trung tâm xã, đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc xã Diễn Nguyên long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập xã Diễn Nguyên, tháng 11 năm 1953, tháng 11 năm 2003. Đây là sự kiện chính trị văn hóa vô cùng quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc của đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Diễn Nguyên trong suốt 60 năm xây dựng và phát triển, là điểm nhấn quan trọng trong quá trình lãnh đạo của đảng bộ đối với đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội của địa phương, là dịp để mỗi người con Diễn Nguyên chúng ta khắc ghi niềm tự hào về những bước trưởng thành của quê hương từ ngày thành lập, sự đóng góp sức người, sức của trong các cuộc kháng chiến, những thành quả lao động của các tầng lớp nhân dân trong quá trình xây dựng quê hương suốt 60 năm qua. Và kể từ nay về sau, ngày 18 tháng 11 hàng năm sẽ là ngày thành lập xã Diễn Nguyên. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, thưa đồng bào, đồng chí, về dự và chỉ đạo lễ kỷ niệm 60 năm thành lập xã Diễn Nguyên hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng đồng chí Hồ Xuân Bảy, Phó Bí thư Huyện ủy Diễn Châu, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, các ban của Huyện ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Diễn Châu đã về tham dự đông đủ, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Về dự lễ kỷ niệm hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng đồng chí Cao Đăng Vĩnh, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An, nguyên Bí thư Huyện ủy huyện Diễn Châu, cùng đoàn đại biểu Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, các đại biểu cấp tỉnh, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn tỉnh Nghệ An, các phóng viên báo chí phát thanh truyền hình tỉnh, huyện đã về tham dự và chứng kiến giây phút trọng đại này. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng các đại biểu, đại diện các ban ngành đoàn thể trên địa bàn huyện Diễn Châu, đại diện Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã Diễn Đồng, Diễn Thái, Diễn Liên, Diễn Tháp, Diễn Quảng, Diễn Bình, Diễn Hồng, xã Nhân Thành, huyện Yên Thành, Ban Hành giáo xứ Phi Lộc và giáo họ Phúc Nguyên là những đơn vị bạn lân cận và kết nghĩa lâu năm, góp phần quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển xã Diễn Nguyên trong 60 năm qua. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Trong lễ kỷ niệm trọng thể này, chúng ta nhiệt liệt chào đón và hân hạnh chúc mừng đồng chí Phan Huy Thanh, nguyên Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc, hiện nay là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Công trình Đô thị thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng; đồng chí Phan Xuân Thủy, Bí thư Đảng ủy thị trấn huyện Tân Kỳ; đồng chí Võ Đình Môn, Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Bình, cùng các đại biểu thay mặt cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và bà con nhân dân xã Diễn Nguyên đi xây dựng vùng kinh tế mới năm 1962 tại xã Nghĩa Bình, Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An,
vào năm 1993 tại huyện Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Mặc dù đường xá xa xôi cách trở, hôm nay trong ngày hội lớn này, các đồng chí đã bớt chút thời gian về chung vui trong ngày lễ trọng của quê hương. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Về phía địa phương, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng đồng chí Ngô Sĩ Hành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, trưởng các ban ngành đoàn thể cấp xã, các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã qua các thời kỳ, các thầy cô giáo là hiệu trưởng các trường đã công tác tại xã Diễn Nguyên, ban giám hiệu các nhà trường, chủ nhiệm các hợp tác xã, giám đốc các doanh nghiệp, bí thư xóm trưởng các xóm, con em quê hương Diễn Nguyên đang công tác trên khắp mọi miền đất nước, cùng toàn thể quý vị đại biểu, toàn thể cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân xa nhà đã trở về chứng kiến và chung vui trong ngày hội của quê hương. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể nhân dân, thưa đồng bào, đồng chí, chương trình meeting kỷ niệm 60 năm thành lập xã Diễn Nguyên được tiến hành với các nội dung như sau. Sau phần tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu, đó là lễ rước đuốc tiếp lửa truyền thống, hay là nghi thức cao cờ. Phần thứ ba là báo cáo truyền thống xã Diễn Nguyên 60 năm xây dựng và phát triển. Thứ tư là phát biểu của thế hệ trẻ xã Diễn Nguyên. Thứ năm là phát biểu của đại diện lãnh đạo địa phương qua các thời kỳ. Phần sáu là phát biểu của đại diện con em xa quê hương về dự lễ. Phần thứ bảy là phát biểu của lãnh đạo cấp trên. Thứ tám là đáp từ của đại diện lãnh đạo địa phương. Thứ chín là chương trình diễu hành quần chúng chào mừng 60 năm thành lập xã Diễn Nguyên. Thứ 10 là múa hát, màn múa hát của đội thiếu niên và chương trình đồng diễn của hội người cao tuổi. Cuối cùng là kết thúc buổi lễ. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, thưa đồng bào, đồng chí, giờ này đoàn vận động viên rước đuốc tiếp lửa truyền thống đang từ từ tiến vào lễ đài. Ngọn lửa truyền thống cách mạng đã được đoàn vận động viên thắp lên từ nghĩa trang liệt sĩ, nơi yên nghỉ của 96 người con quê hương đã anh dũng hy sinh trong các cuộc kháng chiến. Chỉ ít phút nữa thôi, ngọn lửa ấy sẽ bùng cháy trên đài lửa, thể hiện truyền thống cách mạng, ý chí kiên cường bất khuất của quê hương ta. Mời đoàn vận động viên chạy rước đuốc tiếp lửa truyền thống về trung tâm khán đài. Kính thưa quý vị, kính thưa toàn thể nhân dân, tiếp lửa truyền thống, chúng ta vô cùng biết ơn những người con quê hương đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Ngày nay, để xây dựng quê hương văn minh hạnh phúc, dù phải trải qua bao khó khăn vất vả, ngọn lửa ấy cũng luôn cháy mãi trong lòng mọi người. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời đồng chí Ngô Sĩ Hành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân lên thắp lửa truyền thống. Đây là toàn thể quý vị đại biểu và toàn thể nhân dân chúng ta nổ một tràng pháo tay. Thank you.
trọng kính mời các vị khách quý, các quý vị đại biểu cùng toàn thể các tầng lớp nhân dân đứng dậy chỉnh đốn trang phục để làm lễ chào cờ. Tất cả chú ý. Đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, phút mặc niệm bắt đầu. Xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu, chúng ta an tọa, xin mời toàn thể nhân dân ổn định vị trí để chúng ta bước vào chương trình buổi lễ. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời đoàn chủ tịch lễ meeting kỷ niệm 60 năm thành lập xã Diễn Nguyên lên vị trí danh dự của mình. Xin trân trọng kính mời các vị đại biểu như sau. Xin trân trọng kính mời đồng chí Hồ Xuân Bảy, Phó Bí thư Huyện ủy Diễn Châu. 2. Ông Ngô Sĩ Hành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Diễn Nguyên. 3. Ông Cao Xuân Mai, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Diễn Nguyên. 4. Ông Đàm Ngọc Huyên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Diễn Nguyên. 5. Ông Nguyễn Bồi, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã. 6. Ông Nguyễn Văn Dương, nguyên Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban dân xã. 7. Ông Trần Xuân Nghị, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Diễn Nguyên. 8. Ông Phan Huy Thanh, nguyên Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Bảo Lộc, nay là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Công trình Đô thị thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, thay mặt cho những người con xa quê về dự lễ. Xin trân trọng kính mời các quý vị lên vị trí danh dự của đoàn chủ tịch. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Cao Xuân Mai, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Diễn Nguyên lên báo cáo truyền thống xã Diễn Nguyên 60 năm xây dựng và phát triển. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các quý vị đại biểu, các vị khách quý, kính thưa toàn thể nhân dân, trong không khí tưng bừng của cả nước khi đua lập nhiều thành tích xuất sắc, chào mừng ngày đại đoàn kết toàn dân ngày 18 tháng 11 năm 2013. Trong những ngày qua, Đảng bộ và nhân dân xã nhà chúng ta triển khai mạnh mẽ cuộc cách mạng thiên đời vùng đất, dồn điền đời thừa,
theo chỉ thị số 08 của tỉnh ủy Nghệ An và bê tông hóa 11 km đường giao thông để xây dựng nông thôn mới, lập thành tích chào mừng 60 năm ngày thành lập xã Diễn Nguyên. Hôm nay, Ban Chấp hành Đảng bộ, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Diễn Nguyên long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập xã Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, tháng 11 năm 1953, tháng 11 năm 2013. Thay mặt Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Diễn Nguyên, tôi xin nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân về dự lễ kỷ niệm. Xin kính chúc các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc lễ kỷ niệm của chúng ta thành công tốt đẹp. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể nhân dân, trước tháng 11 năm 1953, xã Diễn Nguyên chúng ta ngày nay có nhiều tên gọi. Năm 1892 đến tháng 8 năm 1945 thuộc xã Thái Xá, Tổng Thái Xá, huyện Đông Thành. Năm 1946 đến năm 1949 thuộc xã Thái Hòa, huyện Diễn Châu. Năm 1949 đến 1951 là xã Thái Nguyên, huyện Diễn Châu. Năm 1951 đến tháng 10 năm 1953 thuộc xã Tân Thái, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Tháng 11 năm 1953 thực hiện chủ trương của Đảng bộ và Ủy ban Nhân dân huyện Diễn Châu về phân lại địa lý hành chính, xã Tân Thái được chia thành 4 xã là xã Diễn Liên, Diễn Đồng, Diễn Thái và Diễn Nguyên. Từ đây Diễn Nguyên thành xã riêng gồm 5 làng: Đề Nhất, Cử Phú, Vĩnh Thọ, Đông Phú, Võng Nhi với tổng số 2.700 nhân khẩu. Và ngày 5 tháng 2 năm 1954, Đảng bộ xã Diễn Nguyên tổ chức đại hội lần thứ nhất với tổng số toàn đảng bộ 140 đồng chí là đảng viên. Là một xã có bề dày truyền thống lịch sử văn hóa cách mạng nằm trong vùng đất Quan Châu ngàn năm bất hiến, Diễn Nguyên mới được hình thành từ thế kỷ thứ 15, từ lúc khai cơ mở mang địa danh và suốt chặng đường lịch sử vừa chế ngự thiên nhiên, đấu tranh chống mọi kẻ thù xâm lược, người Diễn Nguyên luôn chung sức chung lòng kề vai sát cánh bên nhau xây dựng quê hương. Diễn Nguyên cũng là miền quê hiếu học, học giỏi, trong quá trình phát triển xây dựng bản sắc trong lẽ phải, cần cù, giản dị, phong phú hòa quyện vào văn hóa Diễn Châu văn hiến, có nhiều người văn họ khoa bảng đáng tự hào. Trước cách mạng tháng 8 năm 1945, trong đơn đen nô lệ, nhân dân Diễn Nguyên phải sống cơ cực dưới hai tầng áp bức bóc lột của thực chế pháp và chế độ phong kiến. Từ khi có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, phong trào cách mạng trong nước dần dần được tập hợp và ngày càng lớn mạnh trên địa bàn xã. Từ những đốm lửa cách mạng, ngày 12 tháng 9 năm 1930, chi bộ Đảng Thái Xá, Bắc Thái, xã Thái Hòa ra đời và là một trong 15 chi bộ được thành lập. Sớm ở huyện Diễn Châu, chi bộ Bắc Thái xã Thái Hòa ra đời, mở ra một mốc son tạo nên bước ngoặt lịch sử trong đời sống chính trị của nhân dân Thái Hòa, trong đó có Diễn Nguyên. Dưới sự lãnh đạo của chi bộ Đảng, phong trào cách mạng ngày một phát triển mạnh mẽ, ý thức giác ngộ chính trị của quần chúng nhân dân ngày càng sâu sắc hơn. Các tổ chức quần chúng như Hội Nông dân, Hội Tư trợ ra đời để hỗ trợ cho phong trào đấu tranh cách mạng, và thông qua các tổ chức chính trị xã hội, chủ nghĩa Mác Lênin, mục tiêu cách mạng được tuyên truyền rộng rãi. Ngày 21 tháng 8 năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Tổ chức Việt Minh, huyện Diễn Châu, Tổ Việt Minh xã Thái Hòa cùng với nhân dân Tổng Thái Xá, đội từ về đỏ bắt băng tá cứu chân cùng dòng người kéo xuống Phú Diễn, phối hợp với nhân dân toàn huyện giành chính quyền thực dân phong kiến hoàn toàn sụp đổ, một chính quyền mới lâm thời của nhân dân được thành lập. Ngay trong những ngày đầu cách mạng mới thành công, chính quyền cách mạng còn non trẻ đã gặp biết bao chồng chất khó khăn, nạn đói, lũ lụt, kinh tế lạc hậu, tài chính khó khăn. Nhưng với ý chí và bản lĩnh của mình, Diễn Nguyên đã cùng với nhân dân cả nước chiến thắng giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm và giành nhiều thắng lợi quan trọng khác. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược,
các lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Nhân dân xã Chính Nguyên hăng hái thi đua lao động sản xuất, chiến đấu và phục vụ kháng chiến, lập chiến công xuất sắc, hưởng ứng lời kêu gọi của Bác, người người thi đua, ngành ngành thi đua, ngày ngày thi đua, ta nhất định thắng, địch nhất định thua. Chi bộ đảng quyết nghị phát động chiến dịch thi đua trên toàn xã, khí thế quần chúng bùng lên, nhiều gia đình xung phong ruồng cho quỹ quốc phòng, hàng chục thanh niên tình nguyện gia nhập quân đội, ra mặt trận giết giặc, tiêu biểu như Ngô Tọa, Phan Đoàn, Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Sơn, Đàm Na, Cao Nầm và Nguyễn Hồng, vân vân. Ngày 2 tháng 2 năm 1950, Hồ Chủ tịch ra sắc lệnh tổng động viên với khẩu hiệu: tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng, hậu phương thi đua với tiền phương. Ban tổng động viên xã được thành lập, diễn viên có 23 thanh niên tình nguyện lên đường chiến đấu, hàng trăm người xung phong đi chân công, vận tải, súng đạn, lương thực. Qua 9 năm kháng chiến đầy hy sinh gian khổ, ác liệt, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, nhân dân Diễn Nguyên đã viết tiếp những trang sử vàng truyền thống đáng tự hào. Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ và tay sai, với tinh thần tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, Diễn Nguyên là căn cứ quan trọng của các cơ quan huyện đóng quân và làm việc. Nhiều kho vũ khí, lương thực, đạn dược được nhân dân cất giấu bảo vệ an toàn. Hàng trăm thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ. Chỉ riêng năm 1968 có 4 lần tiễn con em lên đường ra tiền tuyến, gồm 45 người, trong đó có 27 nam và 18 nữ. Nhiều con em Diễn Nguyên anh dũng